Thưa sư, con năm nay 67 tuổi, cho con hỏi tu theo Nam truyền và tu theo Bắc truyền, cái nào dễ tu thành Phật? Quý vị có thể nói là bây giờ sư động sư Nguyên Thủy, ông sư Nam truyền, cho nên là sư sẽ ưu tiên Phật giáo Nam truyền. Khi mà sư đi sư ở bên Thiền Tông, thì ở bên Thiền Tông thì gọi là đốn ngộ, tức là cái sự giác ngộ nó đến một cách nhanh mau chóng. Sư không biết là vào thời xa xưa, thời kỳ mới thì các vị đốn ngộ, các vị tu như thế nào sư không biết. Nhưng mà ở Việt Nam, cái nơi sư ở, sư không dám vô được cả nắm, những cái nơi sư ở thì sư nhận thấy là các vị tu theo kiểu đốn ngộ như thế, giới các vị không giữ, giới các vị không giữ thì chứng là chứng kiểu gì? Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Anh không giữ giới thì anh không cách chi mà anh tu chứng được hết. Và nói thiền thì rất là giỏi, mà nó chỉ đơn giản là bàn thiền tợ thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Cho nên là sư từ bỏ cái chú xứ đó, cái ngôi chùa đó, cái ngôi thiền viện đó, và sư có suy tư là Phật giáo Nguyên Thủy dù mang tiếng là đi chậm, ai cũng nói là đi chậm, nhưng mà chậm mà chắc, chậm mà tới được nơi. Sư ví von nhé, ví von theo cái kiểu thời nay thì họ nói là bây giờ tu cái kiểu đốn ngộ thì giống như là mình đi tàu hỏa, mình đi tên lửa vậy đó, bắn phát tới liền. Nhưng cái vấn đề là anh có biết bản đồ không, anh có biết đường không, anh có biết hướng đi không, rồi anh bắn cái kiểu đó thì một phát một nó đi tới đâu, nó đi tới đích, nhưng mà cái đích đó là cái đích gì? Đừng nói là tất cả các con sông đều đi ra biển, đúng, các con sông đều đi ra biển, nhưng coi chừng anh chỉ là ao tù nước động mà anh ảo tưởng anh là con sông. Và có thể mình hoàn toàn có thể lạc lối, nhưng Phật giáo Nguyên Thủy thì con đường đó là con đường chắc chắn, chắc chắn đi đến sự giải thoát. Nó giống như là mình tạm gọi nha, tạm gọi mình đi bằng xe đạp đi, nhưng mà mình có bản đồ, mình biết cái địa chỉ mình cần tới. Anh đi nhanh mà anh không biết địa chỉ, mà tôi đi chậm tôi biết địa chỉ, nhưng đó là sự ví von thôi. Còn sự thật thì có chắc là tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là đi chậm không? Có chắc không? Sư chỉ có thể khẳng định là tu thì đi đúng đường, chứ còn mà đi chậm đi nhanh thì sư không hứa. Sư chỉ hứa là quý vị đi thì quý vị sẽ đi đúng đường, chứ sư không hứa là quý vị đi nhanh. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ là tu theo kiểu đốn ngộ thì sẽ nhanh hơn thì tùy nha. Và đó là cái câu trả lời của sư.